Xin chào các bạn, hôm nay làm một cái video để xuất một cái file mà các bạn thiết kế designer ở trên Corel ấy. Sau đó các bạn chuyển sang cái phần uất thì có rất là nhiều bạn gặp phải cái tình trạng là các bạn chuyển đuôi, có nghĩa là chúng ta chuyển một cái file từ Corel qua cái phần này uất để các bạn in hoặc là để các bạn cắt chuỗi đề can ấy. Đấy, để nó tránh cái tình trạng nó bị lỗi hoặc là nó cắt không chuẩn trên phần mềm Corel. Có rất là nhiều bạn thích chạy ở trên phần mềm Corel hoặc là các bạn đã lỡ lỡ tay thiết kế ở trên phần mềm Corel rồi ấy, thì các bạn có thể là sử dụng cái phần bạn có thể export ra, sau đó các bạn import ở trên phần mềm Uncut, được chưa? Phần mềm Uncut là phần mềm như này này, phần Uncut 2009 ấy. Phần mềm này gọi là phần mềm rất là chuẩn các bạn chú ý nhá. Trong quá trình mà chúng ta cắt cũng như là in nó. Còn cái phần mềm Corel này ấy, thì nó vẫn cứ chuẩn nhá. Có một số trường hợp, có một số dòng máy ấy, thì các bạn có thể là không, nó không chạy được ấy, thì các bạn chuyển qua được nhá. Thì ở đây ấy, thì mình sẽ new một cái file project, ví như một cái một mình đang thiết kế một cái khổ, ví dụ như khổ của nó tầm khoảng 1 mét, 1 mét nhân 1 mét 5 đi, 1 mét nhân 1 mét 5 nhá, 1 mét nhân 1 mét 5 khổ ngang nhá. Ok. Thế như một cái có chữ như thế nào nhỉ? Có chữ như nào? Cái chữ như nào được nhỉ? Như mình làm một cái logo nhỉ? Vậy như mình làm một cái logo, ví dụ như tổng kết cuối năm nhỉ, cuối năm đó. Bạn có thể điền một số thông tin có chữ ở đây thì các bạn cứ phác họa qua như này à, nhưng mà thường người ta sẽ chạy luôn, ví dụ như mình phải phán đoán luôn là khi bạn đánh ấy, thì các bạn phải nhớ là đánh cái chữ của nó là chữ VNI, được chưa? VNI Window hay là cái chữ VNI Window hay là chữ VNI với là TCVN3 hay là theo cái tiêu chuẩn là Window ấy. Đấy, bạn phải nhớ phông ABC xác định. Ở đây là phông của mình là theo Unicode, là Alean hay là gọi là đựng sẵn ấy, Unicode đựng sẵn ấy. Thì mình muốn cái chữ này các bạn có thể chọn những cái phông UTM ấy, thì nó sẽ cho những cái màu phông nó to mà nó cứ chữ nó to to bé béo ấy, thì nó đẹp. Và bạn có thể chuyển một cái phông phông của nó hấp dẫn vào đấy, các bạn cảm thấy là nó nhìn xem nó đẹp, nó hợp lý là được đấy. Mình đang ví dụ nha, ví dụ như đấy, đây là cái chữ các bạn tạo bình thường, ví dụ như các bạn để in các thứ nha. Về kết quả và những hoạt động của năm đấy, kết quả và hoạt động của năm nha ạ. Kết quả hoạt năm đấy, kết quả hoạt động của năm hoạt động của năm 2019 chẳng hạn đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ những cái thành tích mà chúng ta đã đạt được và những cái mà chúng ta không chưa đạt được, ví dụ như của năm 2019 chẳng hạn. Sau đó các bạn định hướng hoặc là chúng ta tầm nhìn chẳng hạn, định hướng tầm nhìn hướng hoặc là tầm nhìn cũng được, phát triển năm 2020 chẳng hạn đấy. Thường một công ty, một tổ chức thì người ta phải có đó. Thì ở đây các bạn có thể cho những cái phông khác nhau, rất là nhiều phông mà đó. Rất nhiều phông, nhiều phông để các bạn cho vào để cho nó nhìn nó đẹp cũng như là hợp lý cũng như là hấp dẫn, nó đầy vị như cái phông này cũng được này. Đấy. Nhưng mà in nha, nó sẽ không hợp lý. À. Đấy, ví dụ như phông này chẳng hạn.
Ông này thì đây thì các bạn có thể ghi một dòng hoặc hai dòng nhỉ? Thì tùy các bạn, bạn này thiết kế như ngày này, như các bạn ngày bao nhiêu đấy. Thế như hướng dẫn ví dụ như các bạn địa chỉ, ví dụ như các bạn ghi là Hà Nội là bao nhiêu nhé, ví dụ hướng dẫn ngày mùng 1 tháng 1 2020 chẳng hạn đấy, mùng 1 này tháng 1 năm 2020, các bạn có thể để phông là tham mưu hoặc ạ. Đấy, để phông tham mưu, để cái phông in nghiêng đi. Đó. Rất nhiều cách. Cái này thường người ta sẽ có cái chữ nhỏ, cái chữ chữ trên. Cái chữ nhỏ, thường ngày tháng người ta sẽ in nghiêng mà. Đấy. Ở đây thì các bạn có thể ghi là quốc huy hoặc là thông tin về cái gì các bạn, về cái biểu tượng logo công ty của các bạn chẳng hạn, công ty hoặc là tổ chức nào đó chẳng hạn, thì người ta sẽ ghi ở bên này. Bên này thì chúng ta có thể ghi thêm một số cái về cái thông tin information chẳng hạn, info thông tin của cái công ty đó, được chưa? Nó information của cái công ty đó, information của cái công ty đó chẳng hạn, đấy cơ bản thế này. Thì ở đây các bạn có thể để cái chữ, nó thường người ta sẽ để chữ màu vàng đấy, nhìn nó đẹp. Cái này thì người ta cũng để chữ màu vàng hoặc là chữ màu gì đi, sau đó các bạn sẽ chọn một cái, người ta thường chọn một cái đó chính là cái hình nền Tết chẳng hạn, hình nền với Tết chẳng hạn, hoặc là năm mới chẳng hạn, bạn xem đó, hình nền với Tết hoặc năm mới chẳng hạn. Đấy, mà xem này, ví dụ như các bạn có thể chọn những cái hình nền liên quan đến chủ đề Tết chẳng hạn, kết thúc của năm mới và giao thoa trong một năm mới sang năm năm cũ sang năm mới, thì người ta có những cái hình nền rất đẹp thì các bạn có thể cho vào, nhìn nó đẹp lung linh ở hiện nào một tí thì được, thì lưu lại. Sau đó kéo cái hình nền này vào bên này. Đấy các bạn, sau đó kéo xuống, xem hợp lý chưa? Đấy, ví dụ như sau đó các bạn để, ví dụ như để layer này đè lên layer lưỡi vào phần object này, vào phần order này, được chưa? Cho xuống này, down, được chưa? Đấy, ví dụ như cái chữ này chúng ta có thể để chữ màu màu trắng đi, đấy. Logo công ty thiết kế này đơn giản, logo thì đơn giản. Còn cái này thì đấy, như thế nhỉ, chữ này thì người ta thường để cái chữ màu màu vàng hoặc là chữ màu trắng thì nó sẽ nổi các bạn chú ý nhá. Đấy, cái này có thể để xuống rưỡi như này, thường người ta sẽ được cái chữ màu vàng hoặc chữ màu trắng đối với các bạn in đấy. Đấy, cái này các bạn có chữ nó hơi to hoặc cái chữ này gần đấy thì các bạn tách ra nó bỏ vào cái này đi, không cần nữa. Ví dụ cho nhé, ví dụ như này, cái này chưa thiết kế đẹp đâu, cái này mình thiết kế qua loa như này thôi. Cái chữ chữ này to quá thì cho vào đấy, cho mà nó hợp lý là được, nó hợp lý. Cái chữ này nó nhỏ, cái chữ này nhỏ nhỏ to vừa nhá, nhỏ. Đấy, cái phông này nó nhìn không được đẹp, các bạn có thể designer lại.
Đúng nhỉ? Đó. Đấy. Tao. Đó. Khi mà chạy xong ấy, các bạn lưu thì các bạn thường là lưu ở định dạng colon, thì thường chúng ta lưu ở x12 và chúng ta cũng có thể export ra được, export ra được những cái chuẩn rất nhiều 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 chuẩn định dạng khác nhau. Đó. Đấy. Thường colon chúng ta sẽ chạy export ra cut thì chúng ta chọn HP này, HPGL này. Đấy. HPGL hoặc là EPS cũng được. Đúng rồi, EPS cũng được, nhưng mà HPL là HP HP PLT này, HPGL này chuột nó sẽ chuẩn hơn, được chưa? Lưu nó cũng thế, lưu nó cũng có cái HP và HP phải không? EPS. Đúng rồi, cái định dạng EPS thì ấy, lúc nãy là phải export nó mới có, còn HP HPGL này thì nó ở đây có, bạn lưu loại luôn. Đấy chưa? Mình chạy ra ở phần upcoming nhé, như tổng kết cuối năm nhá, cuối năm. Sau đó các bạn xếp lại đấy, sau đó chọn ok luôn đi, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm này lên, phần mềm cắt này lên, được chưa? Mở mở bình thường thôi, mở luôn như này cũng được. Cái này các bạn có thể cho kích thước nó to to một chút. Chọn tạo. Sau đó chọn file và import, được chưa? Import phải import mới được nhá. Định dạng khác là không chạy được đâu. Sau đó các bạn sẽ vào trong phần document, được chưa? Chọn ở dưới này này. Thì ở đây là mặc định là EPS. EPS là định dạng của chuẩn của cái phần cắt mà. Mỗi lần lưu file gì ấy, các bạn chọn cái phần HPGL này, hoặc là on file cũng được, nhưng mà thường HPGL thì nó sẽ chỉ ra những cái file chuyên về HPGL thôi. Đấy, mình lưu ở đâu nhỉ? Tổng kết cuối năm. Tổng kết cuối năm file tít. Mơn sau đấy không thấy nhỉ? Cả file đi. Đó, nó không thấy có thật ạ. Cái nhé, nó lại 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 chạy kiểu như open. Open file. À, đúng rồi, open thôi, nó mở mở file bình thường thôi. Sao không thấy có một số dòng máy các bạn có thể chạy được Kotlin, nhưng mà một số dòng máy không chạy được, các bạn buộc phải làm thế này. Import đúng chuẩn import chưa? À đây. Rồi, ai. Đó. Đây là nó chỉ chạy dạng text thôi nha các bạn nhá. Nó chỉ chạy dạng text thôi nha. Với là chuyển qua đây thì nó sẽ tự động chuyển cái phông của nó đấy. Hiểu chưa? Đấy, nó sẽ tự động chuyển sang cái để chúng ta mà cắt chữ. Cái phần này là phần này chuyên về cái mảng cắt chữ mà. Nhiều bạn không không biết là. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ chọn cái cắt các thứ ấy. Các chú ý là cái sắp xếp này, các bạn sắp xếp ở trên phần mềm đó nhá. Được chưa? Các chú ý là một cái logo của công ty hay là một cái biểu tượng chữ ấy, thì các bạn cũng có thể là chuyển về cái định dạng để chúng ta cắt được. Còn hiểu chưa? Chúng ta cũng có thể chuyển về định dạng cắt được. Trước đó thì mình đã có một video, à trước đó mình đã có một video hướng dẫn, nhưng mà lại không hướng dẫn ở đây. Là làm sao để chọn một cái logo, một cái tên chữ nào đó ở trên chữ bằng hình ảnh ấy, chuyển sang dạng text như này ấy, nó có cái biểu tượng cắt như này ấy. Đó. Các bạn cũng có thể áp dụng được. Đấy, sau đó các bạn chọn máy cắt này. Có thiết bị cắt. Đấy, phải chọn chuẩn nhá. Thiết bị cắt chọn chuẩn. Sau đó các bạn chọn đây vào cắt này, sau đó start nó chạy này. Nhưng mà phải đúng cổng com nhé.
Đó, đúng, chưa chọn đúng cổng COM của thiết bị các bạn, và sẽ đặt cổng COM hoặc là cổng USB gì đó, device này. Đấy, các bạn chọn cổng COM nhá, cổng COM thì vào đây chọn cổng COM này, đối với setup trên cột này, đây cổng COM này, cả máy in, các thiết bị in khác nó cũng liên quan đến cổng COM. Đấy, còn đối với các bạn in trực tiếp ở đây ấy, thì bạn chọn in này, chọn đúng cái máy in của bạn, chọn cần in này, hoặc là cắt, đối với cắt thứ thì cắt như này. Đấy, đó, setup ProTime thì setup này. Đấy, đó, thì các bạn cũng nó có thể chạy được ProTime này này. Đấy, nhìn nó cũng khá đẹp. Còn đối với trường hợp mà các bạn cắt ở trên này ấy, thì các bạn sẽ phải làm như sau. Có nghĩa là các bạn sẽ phải bôi hết cái này, các bạn chú ý này, mình đóng đi này, bạn thấy chưa? Các bạn nháy chuột, các bạn chọn màu nào cũng được. Đối với cắt chữ ấy, thì các bạn nháy chuột trái, còn cái ngón tay trỏ ấy, nháy chuột phải vào đây. À, nháy chuột phải vào đây để bôi đen cái ngoài, còn nháy chuột trái vào đây, được chưa? Vào đây để nó bỏ đi, thì nó sẽ, bây giờ máy cắt nó sẽ cắt theo cái này, nếu mà cắt trên cô len đấy, được chưa? Đó, thì các bạn mới chuyển được. Còn tự động các bạn chuyển sang phần ớt cắt, nó sẽ tự động chuyển qua, sau đó điền vào đây để các bạn xếp như nào nó hợp lý và nó đỡ tốn giấy ấy, được chưa? Nó đỡ tốn cái khổ giấy của bạn. Ví dụ như cái khổ giấy của các bạn là khổ bao nhiêu, ví dụ như ở đây là 600 chẳng hạn. Đấy, 600 thì các bạn cân như nào nó phù hợp. Ví dụ như cái khổ lúc nãy chúng ta chỉ là khổ thiết kế thôi, các bạn ạ. Đó, các bạn kiểu Ctrl Q, Ctrl K, được chưa? Nó sẽ tự động tách chữ ra. Bây giờ các bạn có thể kéo chữ như nào được, muốn kéo em thế nào cũng được. Đó, đó, ví dụ như em tổng này, mình bỏ cái em này đi, bỏ cái em này xuống dưới này. Đó, ghép lên. Đấy, thế là được một em rồi, hai em rồi. Đấy, em này nữa mình cũng để xuống dưới góc này. Đó, cái dấu á này để xuống dưới đây, đúng không ạ? Đó, cái này mình cũng để em này qua đây này. Đấy, đó, thiết kế nhà để chúng ta tiết kiệm cái khổ giấy, nó không, nó lãng phí lắm, vừa lãng phí đâu, nó tội nhất là tội lãng phí này. Ctrl Q, Ctrl K, được chưa? Cái này thì hoạt động, cái này thì các bạn cũng làm như thế tương tự, được chưa? Đấy, kéo mà nó hợp lý được, tách chữ, tách cả dấu nữa, các bạn hiểu chưa? Đấy, tự làm nhá. Đấy, thấy chưa, đơn giản không? Đơn giản không à? Cho quy trang cho ta cắt chữ thì nó được cái là nó bền hơn, được chưa? Chữ đề can này, quay lại này. Đấy, để xuống dưới này, được chưa? Đó, vậy như cái chữ này bạn cứ để cho nó xuống dưới này, động này, để xuống dưới này, được chưa? Cái chữ này nhìn nó không được đấy, quay lại 90 độ, đặt đây đều được, cái nào cũng được. Đó, đẹp chưa? Đấy, đấy, đấy này, cái này còn nhét xuống lên đây này cũng được này, để nó tiết kiệm cái dòng này này nhá. Mình phác họa nha cho nhá, nó chọn link này, ví dụ như mình chọn máy, cái dòng máy bạn cần test này, bắt van này, cứ chỉnh cao hết cho mình. Đó, apply, chọn plugin review, kéo qua góc bên này. Bây giờ các bạn kéo qua góc bên này, các bạn cứ đặt cái khổ giấy của bạn, ví dụ như 600 mm chẳng hạn, là 60 cm ấy. Đấy, các bạn cứ đặt qua góc này thì nó sẽ in nha, nó sẽ tự động chuẩn, và máy của bạn phải chuẩn. Ở bên ngoài này sẽ là cái khổ giấy mà nó không in vượt quá, và máy chúng ta chỉ in được đến đây thôi, đặt như này cũng được. Sau đó chọn Ctrl P, chọn OK, nó sẽ chạy. Đúng không ạ? Đấy, còn đối với trường hợp mà các bạn
sắp xếp như này, các bạn chuyển sang cái phần mềm ớt cắt này để chúng ta có thể sử dụng cũng được. Ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ lưu vào nhé. Cuối năm đó ạ. Hai không một chín. 2019 lưu vào định dạng đó chính là 12. Sau đó chọn export. Export này mình cũng có thể export ra cái phần nền EPS này, có chuẩn của cái phần ớt cắt này cũng được. Rồi ạ, hoặc là mình set ở cắt các bạn, set export và set nó đều set ở định dạng PL được ạ. Đó, PLT được. Tổng kết cuối năm. Chọn set lại. Chọn ok. Được chưa? Đó. Bây giờ mình cũng có thể là chạy lại. Được chưa? Ok, ví dụ như ở đây là 600 rồi thì ở đây mình sẽ ghi là 1005 hoặc là 1006 tùy các bạn. 1006 mili ấy. Đấy. Sau đó các bạn sẽ import lại. Import hoặc là export đều được nhé. Nó không có file à. Lưu lại nha. Đây, được chưa? 99. Lưu lại một file nha. Ok. Chín được chưa? Chọn ok. Ơ, đi xa rồi. Mở lại nha. 600 mili. 600 mili là 60 cm. Sao nó không hiển thị file là sao nhỉ? Là file colen rồi. Kiểu nào nhờ? Phải kia tại sao bị lỗi, nó bị lỗi như thế nhỉ? Mình import nó không được. Để nó dài quá. Import cho nó được nhá. Ok, import lại được. X nha. 2019X nha. Nó chạy nó hơi lâu một tí cái này. Ok này. Import, export thì phải import các bạn gì nhá. 2019X. À, nó lại ra PNG. Mình export ra đây mà. Đây, trời, mình x ra cái file kia thật nào. Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa
cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin đất mẹ vui bình yên, xuân cày thêm nhiều lúa hạnh phúc sớm triền miên, sẽ những mối lương duyên mái tranh chung bông nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trăm gian năm nay được thuận. Cái file này có khả năng nặng quá các bạn, dài quá, 1500. Mình biết tại sao rồi. Bạn nào biết tại sao lỗi, bạn để lại comment ở dưới phần description video nhá, để những cái bạn nào mà chưa biết nhá. Đó. Mình biết tại sao rồi. Đó, cơ bản là nó import như này các bạn chú ý nhá. Đấy, import hoặc export nó đều chạy được. Được chưa? Import này. Đối với phần file EF này này. Của cái file lưu của cái định dạng FEVS này đâu nhỉ? À, cái này thì phải export mới được. Còn đối với các bạn mà chạy FEVS này cuối năm được chưa? Được chưa? Thì bạn mới lưu được cái file FEVS này. Đấy. Ok. Đấy, còn cái file EVS thì bạn tương tự. Đây mà. Đấy. Mình biết tại sao rồi, bạn nào chưa biết tại sao, các bạn để lại phần ở dưới phần description video để comment với phần video nhá. Còn nào biết bạn cũng để lại comment dưới phần description video nhá. Ok nha các bạn nhá. Đó, cơ bản là chúng ta đã import và export nó đơn giản như này các bạn. Đó. Khi mà các bạn chạy ấy, thì đôi lúc trường hợp ấy, nhiều trường hợp nó cứ bị lỗi đấy. Thì các bạn có thể chuyển qua cái công cụ phần mềm này các bạn chú ý nhá. Đấy. Và đến đây mình sẽ kết thúc cái nội dung video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại.